ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Các bạn đã thuộc bảng alphabet chưa ạ? Thuộc cách đánh vần và cách hát của bài alphabet chưa nhỉ? Để lần sau chúng ta cùng thực hành nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục sang video tiếp theo, là bài số 2 trong Unit 2, The Journey. Đúng không? Trong unit, trong video lần trước thì chúng ta đã học bài đầu tiên, Lesson 1, là về cách hỏi tên và giới thiệu tên của mình rồi, đúng không? Hỏi tên người khác và giới thiệu tên của mình cho người khác rồi, đúng không? What's your name? My name's Chong. What's your name? My name is Chong. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên. Look, listen and repeat. Các bạn nhìn vào bức tranh nào, chúng ta cùng nhìn tổng quan vào bức tranh. Bức tranh đầu tiên là các bạn ấy cũng đang giới thiệu tên của nhau, đúng không? Bức tranh thứ hai thì các bạn, đây là cấu trúc gì đây? Và dưới đây là in hoa tên của bạn này. Thì nó có nghĩa là gì? Thì chúng ta cùng lắng nghe trước nhé. Page 13. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. The alphabet song. Page 14. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your name? My name's Linda. B. How do you spell your name? L. I. N. D. Đấy, chúng ta đã lắng nghe xong rồi đúng không? Các em có lắng nghe rõ không ạ? Bức tranh đầu tiên là What's your name? What's your name? Và bạn ấy trả lời là My name's Linda. My name's Linda. Bước này thì bạn ấy nói sao? How do you spell your name? L-I-N-D A. Cấu trúc bên này chúng ta rất là quen rồi đúng không ạ? Bạn này hỏi tên bạn là gì đó? What's your name? What's your name? What's your name? Đúng không? Bạn này trả lời là My name's Linda. Đúng không? Bạn có nghe rõ là tên bạn ấy là gì không? Thì bạn này trả lời là How do you spell your name? L-I-N-D-A. Được chưa? Chúng ta cùng nhìn vào cái cấu trúc mới này và xem nó đánh vần như thế nào nhá. Nó là có nghĩa là gì nào? How do you spell Your name. How do you spell your name? Bạn có thể đánh vần tên của bạn không? Không. Tại sao các bạn này lại hỏi như thế này? Vì bạn này đang không nghe rõ bạn kia giới thiệu bạn tên là Linda. Linda, thì bạn ấy đánh vần. Bạn có thể đánh vần tên của bạn cho mình được không? Đúng không? Bạn có thể đánh vần tên của bạn cho mình được không? Thì các bạn ấy đánh vần như thế nào đây? Chúng ta cùng xem bảng chữ cái này đánh vần như thế nào nhé. L I
I I N N N D D D A A A. Chúng ta cùng nhắc lại nào. L I N D A. Xong rồi đúng không ạ? Các bạn cùng nhắc lại nào. What's your name? What's your name? My name's Linda. How do you spell your name? L I N D A. Xong rồi đúng không ạ? Chúng ta sang phần tiếp theo nào. Part 2, point and say. Point and say. Get start. How do you spell your name? N A M. How do you spell your name? L I N D A. The picture P. How do you spell your name? Q U A N. Q U A N. How do you spell your name? P E T E R. P E T E R. Chúng ta cùng one more time, thực hành một lần nữa nhé. How do you spell your name? N A M. How do you spell your name? I yeah, I N D A. How do you spell your name? Q U A N. How do you spell your name? P E T E R. Chúng ta cũng xong phần số 2 rồi đúng không ạ? Chúng ta sang phần tiếp theo nào. Let's talk. Hãy cùng nhau thực hành, nói chuyện với bạn mình xem là chúng ta triển khai bài hội thoại này như thế nào nè. Điền vào chỗ trống nào các bạn. Điền vào chỗ trống. Xem cái phần bỏ trống này chúng ta sẽ điền từ gì. What? What? What gì nhỉ? What? How do you? How do you? Ba chấm. Ba chấm, ba chấm, ba chấm. Ở đây có tên bạn này là Peter. Peter. Hoa. Hoa. Quần. Nam. And my. Cô hướng dẫn các bạn đánh vần tên của các bạn này nhé. Còn các bạn điền như thế nào thì các bạn sẽ thử tìm xem từ đầu đến giờ chúng ta đang học về cấu trúc nào, cách hỏi gì nhá. Và chúng ta điền vào chỗ trống này nè. Tên bạn này sẽ gợi ý nhỏ nhỏ là tên các bạn này đánh vần như thế nào. Peter. Peter thì đánh vần thế nào ạ? P E T E R. Còn Hoa thì sao? Hoa là H O A. And the next one, Quan. Q U A N. The next one, Nam. N A M. Last one, My. M A I. Rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Để có thể đánh vần tên chúng ta cần phải biết cách đánh vần bảng chữ cái đúng không? Hãy cùng nhau học bảng chữ cái nhá. Mà đoạn đầu cô Trang vừa hát cho chúng ta nghe đó. Và tiếp theo là chúng ta sang phần thứ tư là listen and number. Listen and number.
listening number chúng ta nghe và đánh số thứ tự lần lượt xem là từng đoạn hội thoại một gắn với từng bức tranh thì nó là vị trí số mấy theo từng bức tranh nhé. Hãy tập trung và lắng nghe nào. Page 14, Lesson 2, Activity 2, Point and Say. How do you spell your name? Page 15, Lesson 2, Activity 4, Listen and Number. 1. My name's Peter. Hello, Peter. My name's Mike. My name's Linda. What's your name? Hi, Linda. My name's Gwen. 3. How do you spell your name? Chúng ta nghe được từ cuối cùng là gì không ạ? O là gì đấy ạ? Hãy đem bài tập của mình và trả lời xuống phần comment để được giải đáp nhé. Phần số 5 là chúng ta sao đây ạ? Activity 5, read and match. Đọc và nối với các bức tranh ở phía bên này. Đọc ở phần bên trái và nối với bức tranh ở phía bên tay phải. À, chúng ta cùng cô hướng dẫn các em đọc ở bên tay trái và các em nhìn sang bên này xem là nối với bức tranh tương tự nhé. Tương ứng với các câu bên kia. Đầu tiên là Hi, my name's Linda. Hi, Linda, I'm Hoa. Thì nó sẽ tương ứng với bức tranh nào đây? Linda and Hoa. Okay. The second. What's your name? What's your name? My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. The third. How do you spell your name? How do you spell your name? N-A-M-P. Chúng ta đã biết đáp án của mình chưa ạ? Cũng nhắc lại một lần nữa nào. The first. Hi, my name's Linda. Hi, Linda. I'm Hoa. The second. What's your name? My name's Peter. The third. How do you spell your name? N-A-M. Xong rồi đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang phần số 6 là Let's write. Cùng viết nào, chúng ta cùng thực hành viết thôi. Là gì đây? Điền vào chỗ trống xem phần này nó sẽ là gì. What's your name? What's your name? My name's... How do you spell your name? What's your name? My name's... How do you spell your name? How do you spell your name? Chúng ta cùng tổng kết ngày hôm nay. Chúng ta học cấu trúc là vẫn là liên quan đến tên của một hỏi tên và giới thiệu tên nhé. Nhưng trong quá trình hỏi thì chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ không nghe rõ được tên của bạn giới thiệu cho mình. Thì chúng ta sẽ hỏi bạn rằng có thể đánh tên vần, bạn có thể đánh vần tên của bạn được không? Khi đánh vần thì chúng ta sẽ biết được chắc chắn và rõ về chính xác tên của bạn hơn, đúng không? Thì đã sẽ cấu trúc How do you spell your name? Và đầu bên kia sẽ đánh vần tên của bạn ấy thôi.
Ví dụ cô Trang thì chúng ta đánh vần tên cô Trang là như thế nào? T O A N G, right? Ok, vậy là chúng ta tổng kết cấu trúc của lesson 2. Đánh vần tên của đánh vần tên đúng không? Thanks for watching and see you next week. Next video.